Nhóm công cụ thứ hai mà chúng ta giới thiệu ở trong Illustrator là các công cụ vẽ về các đường. Vừa nãy là các hình cơ bản, thế còn bây giờ là các đường cơ bản. Thế thì đường cơ bản thì nó nằm ở trong nhóm công cụ này, bao gồm có 5 công cụ: Line Segment Tool, Arc Tool, Spiral Tool, Rectangular Guide Tool và Polar Guide Tool, gồm có 5 công cụ. Đầu tiên là công cụ Line Segment, phím tắt của nó là cái phím gạch chéo. Thao tác thì chúng ta nhấp chuột và chúng ta kéo thôi. Đây là vẽ trực tiếp. Khi chúng ta nhấp chuột thì nó sẽ xác nhận cái điểm đầu của cái đoạn thẳng. Thế còn sau đó thì chúng ta kéo chuột đến đâu thì là nó xác nhận tiếp về chiều dài cũng như là về hướng của cái đoạn mà chúng ta đang vẽ. Các bạn có thể vẽ đường ngang, có thể vẽ đường dọc, có thể vẽ đường chéo. Nếu mà các bạn trong lúc vẽ mà các bạn giữ shift thì nó sẽ giới hạn cho các bạn là vẽ các đường theo chiều ngang hoàn toàn, theo chiều chéo 45 độ hoặc là gì đấy ạ, chiều đứng thẳng đấy, nếu mà các bạn giữ shift. Còn nếu mà các bạn muốn một góc tùy biến thì nhả shift ra và các bạn di chuột theo cái hướng mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Quan sát cái vạch xanh mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình thì đấy chính là cái đường mà khi chúng ta nhả chuột ra nó sẽ tạo ra cái đường đó. Và đây là cái đường mà chúng ta vừa tạo ra. Và như vừa nãy chúng ta có nói là nó sẽ được tô màu theo cái ô stroke này. Ô stroke này của chúng ta có màu gì thì nó sẽ có cái màu đó dán cho cái đường mà chúng ta vừa vẽ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ theo cách gọi là nhập số. Nhập số thì các bạn nhấp chuột một cái rồi các bạn nhả ra thì nó mở ra cho các bạn một hộp thoại như thế này. Các bạn cần một cái đoạn dài bao nhiêu thì các bạn điền số vào đây đó, và các bạn cần một cái góc độ nghiêng bao nhiêu hoặc thẳng như thế nào thì các bạn điền số vào đây, sau đó thì các bạn nhấp chuột thì nó cũng sẽ vẽ ra theo cái đường mà các bạn yêu cầu. Cái đường này nếu mà các bạn vẽ ra rồi thì các bạn vẫn có thể chỉnh đấy bằng cách là bấm vào một điểm nào đó ở trong hai cái điểm ở hai đầu này, thì lúc này thì nó sẽ biến đổi cái con chuột chuột của chúng ta từ cái hình chữ thập này sang thành cái hình mũi tên màu đen. Bấm giữ vào đây và các bạn có thể xoay, lúc này thì cái điểm còn lại nó sẽ trở thành cái tâm quay và nó sẽ cho phép chúng ta xoay cái đường của chúng ta theo một cái chiều nghiêng mà chúng ta cần. Còn chúng ta cũng có thể là co ngắn hoặc là kéo dài đấy, thao tác rất là trực quan trực tiếp trên cái đối tượng này. Thế đấy là thao tác vẽ đường hay là chúng ta gọi là line segment ở trên Illustrator. Đường thẳng thì là như vậy, còn đường cong thì chúng ta sẽ vẽ bằng công cụ Arc Tool. Nhấp chuột, bấm một điểm đầu tiên ở trên màn hình thì nó sẽ ra cái hộp thoại và chúng ta sẽ điền các tham số. Tuy nhiên chúng ta sẽ vẽ trực quan trước nhé. Các bạn nhấp chuột này, sau đó thì các bạn kéo này, thì cái điểm đầu tiên nó sẽ là điểm gốc của đoạn cong. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ dài, vẽ ngắn, cong nhiều hay cong ít, cong lên trên hay cong xuống dưới, cong sang phải hay cong sang trái, thì các bạn cứ di một cách trực tiếp, quan sát cái đường màu xanh ở trên màn hình. Khi nào các bạn cảm thấy hài lòng thì các bạn nhả chuột ra, các bạn sẽ có cái đường cong giống như là cái đoạn xanh mà chúng ta vừa mới kéo trên màn hình ấy. Thế còn nếu mà chúng ta nhấp chuột vẽ thì nó sẽ cho ra hai tham số, một trường là tọa độ x, một trường là tọa độ y, một trường nữa là kiểu. Ở đây thì chúng ta sẽ giải thích một chút là cái đường của chúng ta thì có hai dạng đường, là đường kín và đường hở. Như thế này gọi là một đường hở. Thế còn đường kín, nếu như mà chúng ta thay vì cái kiểu là open mà chúng ta chọn nó là close thì nó vẽ ra một cái đối tượng giống như chúng ta yêu cầu vừa nãy. Tuy nhiên là nó sẽ tự động khép kín bằng cách là tại điểm đầu và điểm cuối nó sẽ tạo ra hai cái đường vuông góc tự phát sinh như thế này để nó đóng kín lại thành một cái hình mà có cái diện tích. Và
cái công cụ này thì nó còn có một vài tham số, ví dụ như là base along thì chúng ta sẽ có x hoặc là y tùy chọn, đúng không? Và sau khi mà chúng ta chọn thế này thì nó sẽ vẽ theo cái kiểu là gì đấy ạ, đường cong vòng lên trên hay là cong lõm lên dưới. Thêm nữa là cái slope này thì chúng ta sẽ có gì đấy ạ, các tham số có thể thay đổi bằng cách là trượt cái con trượt này hoặc là bôi đen và nhập số liệu vào đây. Bằng cách là gia giảm các cái này thì cái đường này của chúng ta nó sẽ thay đổi theo cái tham số mà chúng ta kéo trượt ở đây. Đấy, tức là cái độ cong ở đây này, độ cong thì cong nhiều hay cong ít do chúng ta nhấp chuột chúng ta vẽ ở đây. Và tất nhiên là nó cũng được hỗ trợ bằng cái phím mũi tên lên xuống. Nếu mà tôi chưa nhả chuột ra thì điểm đầu điểm cuối có thể chốt rồi, nhưng chúng ta nhấp phím mũi tên lên hay xuống thì nó sẽ làm cho gì đây ạ, thay đổi chiều đây này. Các bạn nhìn đây, nhìn trực quan nhé, bấm mũi tên xuống hoặc lên này, giảm dần độ cong này, và đến một lúc độ nào đó thì nó sẽ trở thành gì đây ạ, vặn chiều từ trên xuống dưới đấy, và cong nhiều hay cong ít thì chúng ta có thể ra giảm các tham số như thế này. Và quan sát trên thực tế, khi nào mà các bạn thấy là hài lòng với cái độ cong của nó hoặc là chiều lật lên hoặc lật xuống thì các bạn có thể dừng lại nhả chuột ra và nó sẽ tạo ra cái hình như các bạn mong muốn. Thì đấy là công cụ vẽ đường cong. Công cụ thứ ba trong nhóm là công cụ spiral tool, giúp chúng ta vẽ các cái đường xoắn chuột ốc. Nhấp chuột vào vẽ trực tiếp này, đây chúng ta sẽ có đường chuột ốc. Các bạn có thể cho nó xoay lên hay xoay xuống, úp xuống bằng cách là di chuột thế này. Đường to hay đường nhỏ thì các bạn di ngang, đúng không? Còn vặn xoắn là để chúng ta xét về cái chiều của nó. Thế trong quá trình vẽ thì chúng ta sẽ có một vài tham số cần phải lưu ý như sau. Nhấp chuột để cho nó hiện ra cái hộp thoại. Thì trường spiral này nó gồm có 4 cái tham số cho chúng ta thay đổi. Một là radius, là cái độ lớn của cái đường. Trường thứ hai là cái decay. Decay là cái độ vặn của cái đường tròn này, cái đường xoáy này. Segment là sự tham gia của các phân đoạn. Ở đây các bạn lưu ý này, trên cái đường vẽ này thì các bạn nhìn thấy là có những cái chấm vuông vuông nhỏ ở đây, thì cứ mỗi một cái đoạn nó sẽ được phân ra bằng hai cái chấm ở đầu, thì đấy được gọi là một phân đoạn hay là chúng ta gọi là một segment. Và cái tham số segment này thì nó sẽ chỉ huy là cái đoạn này được vẽ ra được nối bởi bao nhiêu đoạn con. Thế còn style là để chúng ta vẽ ra cái đoạn này nó úp xuống hay là nó ngửa lên. Bây giờ radius thì không quan trọng, đấy là độ lớn của đường thôi. Thế nhưng mà chúng ta xem cái tham số decay này thì nó tác động tới cái đường vẽ của chúng ta như thế nào. Bây giờ chúng ta giả cái thằng này về 100% này. Ok, chúng ta sẽ có cái gì? Nếu mà giả nó về tham số 100%, chúng ta sẽ có đường tròn. Đấy. Còn nếu mà chúng ta thay đổi các tham số, ví dụ 90, thì bắt đầu trở thành đường xoáy. Đấy. Các tham số này thì nó sẽ tác động tới cái độ vặn xoáy của cái đường chuột ốc mà chúng ta vẽ ra. Tham số càng cao thì nó xoáy càng nhiều, nhưng mà 100% thì nó lại trở thành hình tròn. Thế còn cái tỷ lệ mà đẹp nhất thì nó đã thiết lập sẵn cho chúng ta rồi, tỷ lệ 80%. Đấy là cái tỷ lệ mà cái đường xoáy tròn ốc này ra là đẹp nhất, nó gần như là đường tỷ lệ vàng. Thế và trong quá trình mà chúng ta vẽ thì chúng ta cũng có thể là vừa vẽ trực tiếp mà vừa gia giảm tham số bằng phím mũi tên. Đây các bạn quan sát, tôi vẽ ra một hình như thế này. Bây giờ tôi sử dụng phím mũi tên,
Nếu mà tôi bấm với mũi tên lên thì là tôi đang tăng các cái phân đoạn của nó, hay là chúng ta gọi là segment, thì nó làm cho cái đường này nó càng ngày càng xoáy. Còn nếu mà tôi bấm với mũi tên xuống thì nó sẽ giảm dần các phân đoạn, và do đó thì cái đường trôn ốc này nó trở nên càng ngày càng đơn giản. Và nếu như mà giảm đến kịch cùng thì chúng ta sẽ có một cái đường gần như là cái đường phần tư của cái hình tròn này. Đây, tăng lên này. Đấy, thì đây là cái tham số mà chúng ta có thể ra giảm ngay trong quá trình vẽ. Tất nhiên quy tắc vẫn như thế thôi. Khi nào chưa nhả chuột thì các bạn còn có thể là can thiệp được vào các số liệu của nó. Đấy, nhả chuột rồi là đường đã kết thúc và chúng ta sẽ không can thiệp được nữa. Đấy là cách vẽ để chúng ta tạo ra một cái hình tròn ốc, hình xoáy tròn ốc. Cuối cùng thì chúng ta làm quen với hai cái dạng gọi là ô lưới. Thì ô lưới này chúng ta có hai công cụ, một công cụ vẽ ô lưới hình chữ nhật và một công cụ vẽ ô lưới hình tròn. Rectangular Guide Tool. Thì với công cụ này thì chúng ta sẽ vẽ trực quan như sau: nhấp chuột và kéo, to, nhỏ, dài, ngắn, rộng, hẹp tùy tay. Nhả chuột ra, chúng ta sẽ có một hệ thống lưới hình chữ nhật như này. Còn nếu mà chúng ta vẽ bằng cách là nhấp chuột, nó sẽ cho chúng ta một cái hộp thoại như sau: độ rộng, độ cao của tổng cái ô lưới đó, horizontal divide, thì cái number này chính là cái số hàng đó, và vertical, số hàng, số cột. Một cái là phụ trách số hàng, một cái là phụ trách số cột. Tôi có thể là thiết lập con số khác nếu như muốn bằng cách là bôi đen vào đây. Và sau khi mà chúng ta thay đổi tham số, ví dụ 3 hàng 3 cột thôi chẳng hạn, nhấp OK thì cái hàng vẽ ra nó sẽ ít đi so với lại cái hình vẽ trước đó. Thực ra nói là hàng cột thì cũng không phải, mà là đây này, cái chia thêm vào đây này. Đấy, cái đường phân chia thêm vào đây. Về mặt nguyên tắc thực ra thì nó là một hình chữ nhật. Đấy, bản thân nó là một hình chữ nhật, nhưng nó sẽ được phân ra thêm bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột vào giữa. Tại vì là khi chúng ta vẽ một cách trực quan thì chúng ta có thể gia giảm luôn cái giá trị này. Đây, các bạn quan sát, tôi nhấp và tôi vẽ. Bây giờ nếu như mà tôi bấm phím mũi tên lên, mỗi lần mà tôi bấm phím mũi tên lên thì tôi lại tăng thêm một cái đường phân chia theo chiều ngang. Còn nếu mà tôi bấm phím mũi tên xuống thì nó mỗi lần bấm nó sẽ giảm bớt đi một cái hàng phân chia. Và nếu mà đến kịch cùng thì chúng ta sẽ chỉ có một hàng ngang thôi. Tương tự như thế, phím mũi tên sang phải sang trái là để chia các cột theo chiều dọc. Và nếu tôi bấm sang phải là tăng thêm cái cột chia dọc, còn nếu tôi bấm sang trái thì là giảm bớt đi. Và nếu như tất cả mọi tham số đều giảm về kịch cùng thì chúng ta sẽ có cái hình gốc là hình chữ nhật. Tuy nhiên đến đây thì vẫn chưa phải là hết. Chúng ta còn có một cái tham số nữa giúp cho chúng ta là chia đều hoặc là chia không đều các cái hàng, các cái cột này. Khi mà tôi vẽ vào đây thì các bạn thấy là lúc mà tôi bấm tăng thêm các hàng, các cột thì nó chia khoảng cách rất là đều. Đấy, các cái đường chia vào đây là chia đều luôn. Thế nhưng mà nếu mà tôi gia giảm bằng cách bấm vào đây để vẽ bằng các tham số thì các bạn sẽ có một cái trường, nó gọi là trường skew. Trường skew này khi mà tôi kéo thì nó sẽ có cái sự chia ra không đều, ưu tiên hay là dồn về đầu nào. Thì các bạn nhìn thấy là cái trường bên này thì nó có gì đấy, trường phía trên horizontal divide, thì các bạn sẽ thấy là con trượt hiện tại đang để ở tham số là 0%, có nghĩa là nó không dồn, không kéo gì hết và nó cân bằng. Nhưng mà nếu mà tôi kéo thì các bạn sẽ thấy trường này sẽ có hai đầu, một đầu là bottom, một đầu là top. Bên dưới này thì có một cái là left và right. Bằng cách kéo như thế này thì chúng ta có thể là làm thay đổi cái tỷ lệ phân chia giữa các đường, và do đó khi mà tôi nhấp OK này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có cái sự phân chia các lưới, lúc này nó không đều nữa. Cũng tương tự như là cái lưới hình chữ nhật
thì với cái lưới Polar Guide Tool thì nó sẽ có một hệ thống các cái hình tròn đồng tâm như thế này và được chia ra bởi các cái đường hướng tâm mặc định, thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 vòng tròn đồng tâm và có 5 đường hướng tâm để chia nó làm 5 mạch đều nhau, 5 khu vực đều nhau. Tuy nhiên nếu mà chúng ta vẽ thì chúng ta có thể ra giảm tham số trực tiếp luôn, cũng tương tự như là cái hình chữ nhật vừa rồi. Khi mà tôi nhấn phím mũi tên lên thì là sẽ tăng thêm các vòng đồng dạng, cứ như là không đổi nhé. Thế còn nếu mà bấm vào cái mũi tên xuống thì mỗi lần bấm thì nó lại giảm bớt đi một vòng, và nếu như giảm kịch cùng thì chúng ta sẽ chỉ còn một vòng tròn thôi. Và tương tự phím mũi tên sang phải sang trái thì sang phải là tăng thêm một cái đường hướng tâm nữa, còn sang trái là giảm đường hướng tâm đi, và đến kịch cùng thì chúng ta cũng sẽ có gì đấy ạ, chỉ có một vòng tròn thôi, cái gốc của nó sẽ trở thành một vòng tròn. Và tương tự như vậy chúng ta cũng còn có các cái trường skill, nó cũng giúp chúng ta là giãn đều các cái vòng ra hay là dồn cái vòng sát vào nhau, hoặc là cái radian divide tất các đường mà hướng tâm đấy nó phân chia đều hay là cũng phân chia không đều, thì chúng ta có thể co kéo bằng các cái tham số này, và sau khi mà chúng ta thay đổi tham số thì nó cũng sẽ phân chia theo cái tham số mà chúng ta đã gán cho nó. Thì như vậy là chúng ta đã làm quen thêm cái nhóm thứ hai là nhóm các công cụ vẽ đường cơ bản, nó cũng tương đối là đơn giản, vẫn quy tắc là vẽ trực quan và thay đổi tham số bằng phím mũi tên lên xuống hoặc trái phải đấy, và vẽ trực tiếp mà bằng cách là ra tham số vào các cái trường ở cái hộp thoại, sau khi mà chúng ta nhập xong các tham số, nhập ok thì nó sẽ vẽ ra cái hình và theo các tham số mà chúng ta đã yêu cầu. Như thế là chúng ta đã có thể tạo ra những cái đối tượng đầu tiên ở trong Illustrator đấy, có thể là hình khép kín, hình cơ bản khép kín, hoặc là các đường